Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến quay trở lại với khoa học quảng cáo Facebook Ads thực chiến. Bài hôm trước chúng ta có nói về làm thế nào để chạy quảng cáo Facebook đúng nhỉ? Thì thứ nhất là chúng ta phải có tài khoản quảng cáo, thứ hai chúng ta phải có tiền để trả cho Facebook và thứ ba chúng ta phải có fanpage đúng nhỉ? Thì về phần tài khoản quảng cáo thì chúng ta đã tìm hiểu qua các loại tài khoản quảng cáo sơ qua rồi. Nó chưa đầy đủ nhưng mà tạm thời ở module này chúng ta chưa cần tìm hiểu quá sâu quá kỹ. Đấy, tiền thì để trả tiền cho Facebook thì chúng ta sẽ trả tiền qua Momo hoặc là trả tiền qua thẻ Visa hoặc thẻ Debit, Visa Master Debit thì chúng ta sẽ ưu tiên trả tiền qua sử dụng thẻ để chạy để chúng ta có thể lợi được tiền Facebook và có thể là bùng được tiền, chính xác là bùng được tiền để có thêm lợi nhuận. Bài hôm trước thì chúng ta đã biết cách để tạo được fanpage đúng không nhỉ? Thì bài hôm nay thì chúng ta sẽ có là tối ưu fanpage. Tối ưu fanpage. Để chạy quảng cáo. Ok. Thì thông thường chúng ta hình dung như thế này. Fanpage đó là cái cửa hàng, là gian hàng của chúng ta. Ví dụ nếu như là chúng ta kinh doanh truyền thống, kinh doanh offline, thì cái cửa hàng chúng ta nó sẽ phải được sắp xếp một cách gọn gàng, đầy đủ thông tin, có treo biển hiệu đúng không nhỉ? Hoặc là nếu như chúng ta ở trong siêu thị, chúng ta mở một cái gian hàng trong siêu thị thì cái gian hàng của chúng ta nó phải thu hút, nó phải cũng phải có đầy đủ thông tin, nó là bộ mặt của chúng ta giúp chúng ta bán hàng dễ dàng hơn, uy tín hơn đối trong mắt khách hàng đúng không nhỉ? Và trên môi trường online thì làm việc này nó cũng thậm chí nó còn dễ hơn và nó còn tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc làm offline. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tối ưu fanpage như nào. Thì hôm trước đây là một cái fanpage mình đã lập đúng nhỉ? Thì đầu tiên này, cái fanpage này chúng ta phải cái tên này, cái phần này đấy, là cách đặt tên. Thứ nhất là cách đặt tên, thì cái đầu tiên nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là cách đặt tên, hôm trước mình có nói rồi nhưng hôm nay mình sẽ nói lại. Cách đặt tên gồm hai phần. Phần một đó là cái khách hàng tìm kiếm cần tìm đấy. Cái này nó gọi cái nhu cầu khách hàng. Cái thứ hai đó là phần thương hiệu của chúng ta. Thì ở đây cụ thể là giày thể thao giá rẻ là cái mà khách hàng đang quan tâm. Cái thương hiệu ví dụ ở đây là Tùng Dị chẳng hạn, thì chúng ta có thể là dựa vào cái ngành hàng kinh doanh, sản phẩm kinh doanh chúng ta làm, chúng ta có thể tạo được nhiều fanpage khác với những cái tên khác nhau để cho chúng ta có một chuỗi các cửa hàng trên online. Đó. Tiếp theo là đến cái phần tên người dùng này. Tạo tên người dùng này thì cần tối có những cái hạng mục nó bắt tối thiểu là 10 like, 50 like, tức là 50 người thích trang thì nó mới cho chúng ta tạo tên người dùng. Thì cái việc tạo tên người dùng này nó giống như cái việc là chúng ta vào một trang web ấy, giải thể thao chẳng hạn. Ví dụ như này, thì mình tạo tên người dùng như này, chắc chắn là đấy, thì nó hiện đây là trang này chưa đủ điều kiện để tạo tên người dùng tại vì là chưa có like nào, đúng nhỉ? Chưa có like nào. Thì khi mà đủ, ví dụ đủ 10 like hoặc là 50 like nó cho tạo thì chúng ta phải tạo ngay để dễ tìm kiếm, nó giống như cái username. Ví dụ như là facebook.com này, thì đây cái phần tên đằng sau này nó là username, thì thằng fanpage này cũng thế. Khi mà chúng ta tạo cái tiền tố đằng sau này là cái mà khách hàng tìm kiếm á, ví dụ giày thể thao giá rẻ chúng ta viết lên đấy, nó giống như một cái hashtag, một cái từ khóa để cho khách hàng tìm kiếm, mà khi khách hàng tìm kiếm thì nó sẽ hiển thị. Em hình dung nhỉ? Tiếp theo là đến cái phần này, thêm nút. Chúng ta có thể là cài đặt tùy chúng ta đấy. Trong này có rất nhiều những cái nút để cho khách hàng bấm vào, ví dụ là gọi, bấm vào thì gọi, nhưng mà thông thường nhất đó chính là gửi email đấy. Gửi email thì khi ở đâu gửi tin nhắn, mọi người chú ý nhá, chỉnh sửa hành động này, chỉnh sửa nút này đấy. Gửi tin nhắn này thì ở đây nó có cái câu hỏi sẵn của khách hàng. Ví dụ ở đây là có thể hỏi là có ai chat bây giờ không, thì chúng ta có thể trả lời tự động vào đây luôn. Hoặc câu hỏi thứ hai là ví dụ như là tôi muốn làm
cộng tác viên chẳng hạn. Shop tư vấn em. Đấy. Thì cái này chúng ta có thể đặt câu trả lời tự động, hoặc là chúng ta không thì chúng ta có thể là trả lời tự động như thế: ok bạn, ok bạn, bạn cho mình xin số điện thoại để mình tư vấn, hoặc bạn có thể kết bạn Zalo với mình, với shop đi, theo số điện thoại sau. Ví dụ 0869126363 đó, ví dụ để chúng ta lưu. Thì khi mà khách hàng á vào xem ở đây thì khách hàng, ví dụ mình copy đấy nhá, mình copy cái trang này này, thì mình vào một trang web khác này. Đấy, mình bấm này. À thôi, cái này thì nó có thể anh em chưa hiểu lắm, mình sẽ vào bằng cái vào một cái con nick Facebook khác nhá. Vào một con nick Facebook khác. Khi một người khác đấy vào trong, kích vào trong trang web chúng ta, hiện này cái giao diện nó như này, giao diện người ta nhìn thấy nó sẽ như này, anh em nhìn đúng không? Đấy. Thì chúng ta họ ấn gửi tin nhắn thì sao? Ấn gửi tin nhắn. Đấy, gửi tin nhắn thì ở đây nó sẽ có hai cái, ví dụ cho cái hai cái câu hỏi sẵn của khách hàng. Khách hàng hỏi ví dụ như là ở đây là có ai chat được không? Đấy, ví dụ như này. Được nhỉ? Thì sang trang bên này, đấy, xin chào, cảm ơn ngay. Tiếp tục này. Xem có câu hỏi khác nào. Đây, hoặc là quay trở lại mà tôi muốn là cộng tác viên này. Đấy. Thì ok bạn, đấy. Thì lúc này khách hàng chat tiếp hay làm gì thì là việc mà chúng ta vào chăm sóc, anh em hình dung nhỉ? Chúng ta không nên quá lạm dụng cái này, và muốn sử dụng cái tin nhắn đặt sẵn này thì chúng ta phải hiểu được tâm lý của khách hàng đấy. Ví dụ bên này họ báo này, đấy, bên này báo này, đấy, có thông báo về hộp thư, đấy, anh em mình thấy không? Tin nhắn đấy. Thì hai cái câu này trả lời tự động thì đôi khi là khách hàng ra mất thì chúng ta vẫn phải tiếp thêm là có thể là hỏi thêm, muốn làm cộng tác viên chẳng hạn thì chúng ta hỏi thêm là bạn hiện đang ở đâu nhỉ? Đấy, ví dụ như vậy. Hoặc là bạn đã có kinh nghiệm bán hàng online chưa? Chúng ta hỏi để chúng ta xem cái khách hàng đấy có thật sự là cái đối tượng khách hàng mà chúng ta muốn phục vụ, muốn bán hàng hay không? Anh chị em hình dung nhỉ? Tối ưu. Ok, đấy là về tối ưu và hành động tiếp theo. Ở đây nó sẽ giới thiệu chúng ta cách thiết lập này, có 5-13 bước này, thì chúng ta sẽ thiết lập thôi, đầy đủ là được. Chúng ta thiết lập về phần mô tả, ví dụ ở đây mô tả là shop giày Tùng Dị với lợi thế là nguồn sản xuất trực tiếp. Đấy. Hàng hóa luôn đảm bảo chất lượng số 1 thị trường với sản phẩm cùng loại. Chúng tôi đang muốn tuyển thêm đại lý phân phối và các cộng tác viên bán hàng trên toàn quốc. Chấm một cái đi. Lợi ích khi bạn làm đại lý hoặc đấy, ví dụ hoặc cộng tác viên cho shop. Nhiều quá rồi. Cái phần mô tả này 255 ký tự à? Thì cái này thì chúng ta có thể là cái phần này chúng ta cắt đi, chúng ta có thể ghi là liên hệ xem chính sách Zalo 0869126363. Đấy, như vậy. Ok, như vậy là chúng ta mô tả xong rồi. Đó. What?
Đấy. Rồi mình viết lại nhá, mọi người có thể viết như cái theo cách của mình nhá. Ok, bây giờ là xong này. Tiếp này, ra mạng, mạng có thể là hơi bị bị chụp tràn đấy. Tiếp với bước 7 này, nó sẽ lên là từ 5 thêm 7 này. Thiết lập trang, tạo tên trang này. Đấy, nó có các hạng mục của cho chúng ta xem là 5 cái này chúng ta đã hoàn tất rồi này. Thêm mô tả, thêm mảnh bìa, thêm mảnh đại diện, chọn hạng mục và tạo tên trang chúng ta xong này. Tiếp là đến cái bước còn 5 bước thông tin này, ví dụ trang web. Chúng ta có trang web thì chúng ta điền vào đây, Lê Bá Tùng .info chẳng hạn. Đấy, ok. Như vậy là xong trang web này. À, thông tin vị trí này. À, chúng ta có ghi địa chỉ ở đây là Hà Nội. À, địa chỉ cụ thể của ta hoặc là địa chỉ cửa hàng của các bạn nhé. Hà Nội. Mã zip code 100k. Đấy, cái mã zip code này thì mọi người điền điền nào cũng được. Rồi một cứ điền, nếu không biết thì cứ điền 100.000. Đấy, tại vì mã zip code, còn không thì chúng ta có thể lên lên trên Google chúng ta search là mã zip code, mã zip ví dụ ở Bắc Linh thì zip Bắc Linh. Đấy, thì nó sẽ ra một đống luôn. Đấy, học mã bưu chính của 63 tỉnh thành này. Đấy, thì chúng ta click vào cho xem. Đấy, An Giang này là 880 này, Bà Rịa Vũng Tàu là 790 này. Đấy, Bạc Liêu là 260.000 này. Đấy, chúng ta tùy cái thành phố chúng ta thì chúng ta click vào đây. Đấy, chúng ta lấy cái mã zip này. Đấy, ví dụ Bắc Linh là 790, à, mình thêm đúng luôn này. À, Hà Nội là 100 rồi, ok. Đấy, sau khi là xong rồi, tiếp này. Giờ làm việc. Đấy, thì mình luôn mở cửa. Luôn mở cửa, bán hàng online là vậy. Khách hàng mua hàng lúc nào là mình bán được lúc đấy. Giờ bán hàng của mình không phải giờ hành chính mà là giờ khách hàng mua hàng. Mọi người hình dung nhé, khách hàng mua hàng từ 9 giờ tối cho đến 2 giờ sáng hôm sau thì đấy là giờ mở cửa của chúng ta, chứ không phải là giờ mở cửa của chúng ta là từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Mọi người hình dung bán hàng online nhé. Rồi ok, đóng vào. Thêm số điện thoại thì chúng ta nhập số điện thoại đây, chỗ này chúng ta chọn Việt Nam. Đấy, số điện thoại 0869126363. Đấy, mọi người cứ điền đầy đủ. Thì khi mà mọi người có một trang web, à có một fanpage như này rồi, chúng ta tạo thêm 500 fanpage, 10 trang fanpage, chúng ta điền đầy đủ thông tin như này, thì khi khách hàng tìm kiếm lúc nào cũng hiện của chúng ta lên. Mọi người hình dung không? Ok, tiếp là đến kết nối đây. Xong rồi đúng không? Đấy, các cái bước này hoàn thiết là xong. Bước còn bước là một bước là giới thiệu trang. Giới thiệu trang ở đây thì có phần mời bạn bè này, thì lưu ý này, phần mời bạn bè này mình lưu ý, cực kỳ lưu ý với các bạn. Nếu như Facebook cá nhân của các bạn đang không phải là Facebook dành riêng cho bán hàng, đang là Facebook hoạt động một cách bình thường, đó là trang cá nhân của các bạn với được sống thường người, thì chúng ta không lên mời bạn bè vào làm gì. Bởi vì bạn bè của chúng ta chưa chắc đã phải là đối tượng khách hàng của chúng ta, cho nên là chúng ta cần có những Facebook cá nhân chuyên để bán hàng và kết bạn với chỉ khách hàng mà thôi, không kết bạn với bạn bè. Mọi người hình dung không? Thì lúc đấy thì chúng ta ấn mời đây thì cái fanpage của chúng ta mới đúng đối tượng khách hàng được. Đó. Phần lưu ý phần mời bạn bè đấy nhá. Nếu như chưa có thì chúng ta có thể là mời những cái bạn bè mà đang có làm cộng tác viên của chúng ta vào. Còn việc chúng ta chọn bạn bè đây chúng ta mời nó gần như là không có giá trị về mặt hiệu quả trong bán hàng. Đấy. Tại vì nó không đúng đối tượng khách hàng. Nó chỉ có giá trị về cái mặt thích trang thôi. Đấy, chúng ta mời bạn bè thì có thể bạn bè thích cho chúng ta thì chúng ta có cái like thời gian đầu ấy, nhưng mà nó rất dễ là để ai dùng Facebook, máy của Facebook nó học nhầm tập đối tượng. Đấy, mọi người hình dung không? Ok, như vậy là chúng ta đã tối ưu xong cái phần đấy, nó dưới này nó có đầy đủ thông tin này. Đấy, phần mô tả chúng ta viết lại nhé. Ok các bạn, thì một trang fanpage mới này thì chúng ta làm thế nào để cho nó có hiệu quả ngay lập tức và có được lượng khách hàng tiềm năng chính xác. Thì cái câu chuyện ở đây là nó giống như ở bên ngoài thôi. Khi chúng ta khai trương cửa hàng đúng nhỉ, thì chúng ta phải có event, có khuyến mãi, có giảm giá, có câu view, câu khách. Thì ở trên này cũng thế, thì chúng ta có thể làm một bài viết, tạo một bài viết là mừng khai trương à, tưng bừng à, có thể là
gì đây, không viết được ship. Tưng bừng khai trương cửa hàng mới của chuỗi đại lý giày dép chẳng hạn. Đấy. À, cái này mình sẽ không viết nắn nót, ví dụ như cái thùng diện chúng ta nên viết hoa này. Rồi là tương mừng giảm giá 50% trên mọi hóa đơn mua hàng từ ngày đấy, hôm nay là ngày 15 chẳng hạn, thì từ ngày 20 cho đến ngày 30 tháng 5, 30 tháng 4 ví dụ vậy. Đấy. Xong dưới này chúng ta sẽ liệt kê. Đấy. Ví dụ nếu như là cộng tác viên chẳng hạn, thì nếu như là chúng ta bán, nếu như đây là cái fanpage mà chúng ta tuyển khách đại lý khách cộng tác viên á, thì chúng ta sẽ phải viết văn góc, ví dụ là cần bạn đăng ký kinh doanh online. À, đây mình sẽ viết luôn cụ thể luôn nhé. Bạn xóa đi. Bạn đang kinh doanh online mặt hàng giày dép và đang cần nguồn hàng chất lượng giá tốt. Thì đây là bài viết dành cho bạn. Đấy. À, chúng tôi với kinh nghiệm sản xuất 15 và trên thị trường và có kinh nghiệm triển khai các chiến lược marketing trên online 5 năm chẳng hạn. Đấy. Chúng tôi sẽ giúp bạn bán được nhiều hàng hơn trên online và cung cấp cho bạn nguồn hàng với giá tốt nhất. Rồi. Hoặc là với giá tốt, nếu như chúng ta điền tốt nhất thì Facebook nó có cái thuật toán, nó có cái chính sách là không được so sánh ấy. Thì những cái từ mà tốt nhất 100% nó hay bị quét với giá tốt và cạnh tranh. Đấy. Tức là chúng ta ở đây chúng ta không phải là nói cái ở đây chúng ta cái phần content này mình đang viết, tức là cái nói về cái nhu cầu khách hàng á, cho nên chứ không phải là viết về cái sản phẩm chúng ta. Đó. Tiếp theo là khi ta nói những khi làm đại lý hoặc cộng tác viên, các bạn không cần ôm hàng được hỗ trợ support cách bán hàng trên online hiệu quả, được hỗ trợ trao đổi hàng hóa, đẩy hàng tồn trong hệ thống nhau bán hàng của chúng tôi. À, chỗ này nên đổi lại trong cộng đồng này, vân vân. Đấy, chúng ta sẽ viết thêm những cái lợi ích mà chúng ta có thể mang lại cho khách hàng đây, để khách hàng có thể mua hàng của chúng ta. Tiếp theo là phần cam kết hàng chuẩn
nếu hàng chuẩn, chất lượng và uy tín đền 10 lần. Nếu hàng kém chất lượng so với mặt bằng. Đấy. À, cuối cùng là cái phần chúng ta có thể viết thêm một vài cam kết. Cuối cùng là phần liên hệ, số điện thoại, địa chỉ. Và cái một phần nữa cực kỳ quan trọng đó chính là cuối cùng, tức là phần cái này gọi phần tái bút, phần cái câu chốt đó, phần tái bút, phần câu chốt để là cuối cùng. Khi bạn tham gia vào cộng đồng của chúng tôi, chắc chắn bạn sẽ được hỗ trợ cách bán hàng chứ không phải tự mình mày mò. Đó, ok chưa nhỉ? Ví dụ như vậy. Và chúng ta sẽ thêm cái ảnh vào đây. Thêm ảnh đây. Ví dụ thêm ảnh, chúng ta sẽ làm cái ảnh. Phần thêm ảnh thì chúng ta sẽ nói về phần sau vậy. Đấy, ok, như vậy là chúng ta đã xong cái phần tối ưu fanpage. Và chúng ta đăng một cái bài. Tiếp tục đi, đăng nó lên. Đăng nó lên đi. Không cần ảnh luôn, đăng luôn. Lúc khác bỏ qua sự kiện, đăng luôn. Đúng không? Chúng ta sẽ đăng bài trên này thường xuyên. Lưu ý mọi người này, khi fanpage mới thì chúng ta tối ưu ở đây là chúng ta sẽ đăng bài thường xuyên, ít nhất là trong vòng 15 ngày chúng ta phải đăng đều đặn, mỗi ngày ít nhất phải có 3 bài. Một tuần đầu thì cố gắng đăng mỗi ngày ít nhất 5 bài. Và chúng ta phải duy trì đều đặn như vậy thì nó giống như cái việc là cái cửa hàng chúng ta ấy, nó giống như việc là cái cửa hàng ở offline chúng ta ấy, nó mở cửa hàng ngày. Người hình dung nhỉ? Đó, ok. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái module tiếp theo, đó chính là về content, đó chính là cách làm hình ảnh, làm video, làm sao để cho hấp dẫn khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.